Ok anh em, hello 500 anh em nha. Hôm qua là mình đã gọi là gì, có cái thằng con hàng này này, cái dinh chặt này, được cái này với lại cái render xuống đúng không? Nhưng mà cái dinh chặt của nó, thay vì cái nốt nhạc á, thì chỗ này nó sẽ để cái số này và chỗ này sẽ để thứ tự hạng này, để mình xem thử cái data nó có cái này không, không có thì làm, không thì thôi nha anh em. Còn cái số này thì mình sẽ làm này đó, và nó sẽ là hiển thị 10 bài thôi. Sau khi mình bấm xem top 100 này thì lúc này nó mới thả ra 100 bài đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm cái đó nha. À còn cái nút này nữa nha, ừ đúng rồi, và cái album này chữ nó nhỏ lại này. Ok, inspect lên nè. Console, nó lock ở cái dinh chặt 101 này. Mình sẽ vô dinh chặt 101 đây, lock data đây này. Mình sẽ là comment hoặc là xóa luôn này. Ok, rồi tiếp theo á, là trong cái thằng list này á, mình sẽ vô thằng list này nha. Trong này á, để xem nào. Cái này là artist name này, mình test là SS sao nó không ăn đây. Test sau này là mình để SS rồi. Cái này là artist name rồi. Còn cái gọi là title album này thì chỗ này mình chưa xác cho nó là test SS nha. Chỗ này mình sẽ để cho nó sẽ tiếp vào. Mình sẽ ở đây mình sẽ để là test này. SS 14 hay 12 nha, 14 à, SM này, lưu lại nha. Coi thử là ra ngoài đó chữ nó có nhỏ chưa. Mình hy vọng là chạy ha, khỏi mất công sửa tiếp. Ok nè, đợi xí nha. Rồi nha. Rồi, nó compile code xong rồi á. Mình sẽ ra đây xem này, đó chữ nó nhỏ lại rồi, nhìn gì cũng xinh xắn. Hình như nó phải là XS thì nó mới đúng. XS lưu lại nè. Rồi sau khi mà nó rút xong rồi thì như này thì cũng cũng tạm đi. Ok, rồi mình coi cái nốt nhạc nó ràng buộc bởi cái gì nào. Cái nốt nhạc là cái này, nó ràng buộc bởi cái gọi là E2 nốt này. Để mình xem thử là E2 nốt này nó có gọi ràng buộc với cái nào nữa không. Không có đúng không? Thì mình sẽ là truyền xuống cho thằng này một cái gọi là user 2 nốt nha. User 2 nốt. Đây, thì mình truyền xuống như này thì thằng cái nốt nhạc nó sẽ mất này. Đó, cái nốt nhạc nó sẽ mất đi này. Rồi, bây giờ mình sẽ là chèn vào nó cái gọi là cái số đúng không? Cái số này hôm trước mình đã làm rồi á, mình làm ở đâu đó bên trong cái gọi là cái section, nó sẽ có một cái section ở đâu trong file home này. Chart section này, có singer này. Artist là win chart. Cái này là để mình xem thử là cái chart hôm bữa mình làm ở đâu nha anh em. Anh em đợi xí. Cái top 100 này, cái release này. Cái chart section là cái thằng này, mình sẽ vô thằng này. Rồi, sau khi vô chart section á, đây cái đoạn này là cái đoạn mà render này đó, thằng song item này nó sẽ có số này. Mình sẽ vô cái song item này, trên này nó sẽ có số là order này nè, được chưa? Đấy, nó sẽ có cái số gọi là order này, và thằng này nó sẽ có text shadow node 1, node 2, node 3 này. Cái này mình đã tạo class ở trong cái file index rồi. Class name của nó tech tech 32 mươi two. Rồi ok, thì mình đã có một cái section rồi, thì bây giờ nhiệm vụ chỗ này của mình á, cái list này của mình này, để xem nào, cái list này, trong thằng list này á, mình sẽ truyền xuống một cái gọi là order. Đây, mình sẽ truyền xuống cho nó một cái gọi là order, tức là số thứ tự của nó ấy. Đó, thì khi mà ở chỗ này mình sẽ học một cái thẻ span chỗ này nha anh em. Đó, một thẻ span chỗ này mình sẽ bỏ cái gọi là order vào đây, được chưa? Cái này mình phải check, nếu mà có order thì mình mới truyền thằng này xuống. Đây mình sẽ check này. Nếu mà có order
và đó, nếu mà có order thì mình sẽ bỏ order vào đây, được chưa? Không có thì thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ lưu lại này. Rồi, sau khi mình lưu lại á, thì này nó chưa có gì đúng không? Nhưng mà mình qua cái thằng sạc này, mình truyền xuống cho nó cái order này. Đó, order mình truyền xuống sẽ là index cộng 1. Index cộng 1, tại vì cái này là index, index này là của cái mảng ấy nha anh em, cái số thứ tự của mảng ấy. Thì mình sẽ là item này và index. Đó, tại vì cái hàm map này á, nó sẽ mấy cái hàm mình làm việc với mảng á, thường á cái con bắt ở trong á, nó sẽ trả về cho mình ba, thường là ba 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 hay bốn gì đó mình nhớ, nhưng mà khoảng là mình thường dùng là ba cái đầu, tức là cái đầu tiên sẽ là cái item của cái mạng, cái phần tử của mạng đó, cái thứ hai sẽ là cái số, cái chỉ số của cái mạng đó, cái index của cái phần tử đó, cái thứ ba sẽ là nó trả về cái mạng đó. Đấy, thì bây giờ mình muốn lấy cái index thì mình phải viết cái item đầu tiên, thì nó mặc định cái thằng số 2 nó là index, cái thằng đầu tiên sẽ là phần tử đó. Đó, thì bây giờ mình lưu lại này, nó sẽ có số từ 1 tới 100 cho anh em thấy. Đó, nó sẽ có số từ 1 tới 100, được chưa? Rồi, bây giờ như bên này đúng không? Cái font size của nó bằng bao nhiêu đây? Mình sẽ là expect lên và check xem là thằng này font size của nó khoảng là 32 pixel này. Được chưa? Thì qua bên đây mình sẽ CSS cho nó ha. Cái thằng này mình phải CSS cho nó như thế nào đây, được chưa? Mình sẽ là class name này. Đó, thằng này nhé, nếu mà 1, 2, 3 là cái màu khác, anh em để ý này, nó nếu mà 1, 2, 3 thì nó sẽ là màu khác, còn từ 4 trở đi á thì nó sẽ là màu đen hay màu xám gì đó mình không, nói chung đại khái thôi, được chưa? Thì mình sẽ là 1, 2, 3, 3 màu này khác nhau đúng chưa? Thì mình sẽ bê cái thằng song item này qua này, thằng xong item này đó, nếu mà đây mình sẽ copy nguyên thằng này nha, như này đi. Mình sẽ bớt copy nguyên cái class name của thằng này vào nha. Ủa đâu phải thằng này chứ, đấy là trên C này, mình sẽ qua thằng list này, mình bỏ cho thằng này rồi. Để mình xuống dòng cho dễ nhìn ha, và nó cũng không dễ nhìn mấy đâu. Rồi, lưu lại. Đó, đại khái thằng này á, nếu mà order 1 nha thì nó sẽ là techno 1 này. 2 techno 2, 3 techno 3 này. Màu từ còn tech tech bình thường là màu này à. Đúng không nhờ? Để ra ngoài xem nó như thế nào. Đây này, đó, một thì màu này, hai là màu này, ba là màu này, thì bốn sẽ là màu đen. Thì bây giờ mình sẽ viết thêm một cái nữa, mình check thêm một cái nữa là ba, techno ba. Chỗ này này mình sẽ là check thêm là nếu mà order mà bằng 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 ba, được chưa? Thì mình ấy á, làm cái con mà gì đấy bằng 3 thì mình sẽ là cho màu no 3, còn nếu nó khác 3 thì mình sẽ là cho màu gì nhỉ, để mình qua cái từ nha, mình sẽ để một cái dấu chuỗi rộng đi cho nó khỏi lỗi cái đã. Sau đó cái màu này mình sẽ lấy đúng cái màu bên này, này để cho nó cùng màu nha, thì cái này sẽ là tag men 300 hay gì đó, thì chỗ này mình sẽ viết lại, xóa đi. Chỗ này sẽ là tag men 300. Rồi, mình sẽ lưu lại nhé. Thì anh em sẽ thấy là ba cái đầu tiên nó ra hình rồi, còn mấy cái dưới thì nó chưa ra hình lắm. Đó, anh em sẽ thấy ba cái đầu tiên nó ra hình, được chưa? Đó, mấy cái dưới nó chưa ra hình. Rồi, bây giờ mình sẽ cho màu mấy cái dưới, nó có nhưng mà nó tại vì nó không có màu á, nên em thấy anh em mình để vô nó thấy mờ mờ số 5 số 4 này. Thì bây giờ mình sẽ là viết vô cái file gọi là index, viết thêm một cái class name cho cái ông còn là texadao nhé, gần trên V này. Còn mình sẽ để no bar, mình sẽ để là rest, tức là phần còn lại đi. Rồi cái màu này gần trên D này mình sẽ để thành hết thành màu xám nha, CCC đi.
không thì mình sẽ để là LGBA đi. LGBA mình sẽ để là số 0 đi. Cái màu lọt của 0 mình sẽ để là 0.5. Rồi, lưu lại. Mình sẽ copy cái class này để mình dùng cho mấy thằng còn lại này. Đó. Xóa nha. Bây giờ vô thằng này, chỉ thấy chỗ này bằng cái thằng này thôi. Rồi, ra ngoài đây mình sẽ thấy là ông kia ông sẽ có màu khác nè. Rồi, đó, mấy ông nội này có màu được chưa? Và anh em để ý này, tại vì cái số 8, số 9 của mình nó cách nhau như thế này. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là thằng này nè, mình cũng phải cho nó một cái độ rộng cố định để nó không bị đẩy mấy thằng này vô, bị thụt vô như này, anh em thấy không? Nó bị đẩy vô này. Thì thằng này anh em phải check xem là đầu tiên nha, ông nội này div này. Ông nội này có cái span này, có một cái icon này, thì cái icon này không hiện lúc mà có span này đúng chưa? Cái img này có cái span này, tức là tính ra ông nội này có ba cái phần tử. Thì bây giờ cái ông nội này mấy ông nội nhiều khi nó hết tù xuống dòng kiểu này khi là dễ nhìn hơn không, mình xuống như này kiểu gì dễ nhìn hơn không. Ok, có khi gì dễ nhìn hơn ha. Rồi lưu lại nè. Rồi bây giờ nó lại nha, thằng này mình sẽ cho thêm class name của nó là flag, flag non nha. Ok, tiếp theo width của nó mình sẽ để là khoảng 20% ấy, khoảng 10%. Nice. Ok, và tiếp theo mấy thằng ở dưới sẽ là flag auto thôi, mình sẽ lưu lại nè. Rồi sau khi em để như này thì nó ra như này rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình á là thằng này này mình sẽ không có để margin auto nữa, mình sẽ là justify center thôi. Đó, item center thôi. Rồi tức là nó sẽ căng giữa cho mình. Rồi mấy ông nội này không giữ a to gan nha. Thằng này mà không để span nữa, mình sẽ để mình sẽ dips. Đúng rồi. Sao nó không vô giữa nha. Chờ chút. Cái order này nó item center này. À thằng này mình chưa để flag. Nên nó không ăn cái item center và justify center, mình phải để flag nó ăn nha. Lưu lại. Rồi khi mà để flag á, thì nó sẽ ăn thôi. Đó nó vô giữa rồi nha. Ok. Rồi còn một cái nữa là nó chỉ lúc đầu vô hiện 10 bài đúng không, thì mình phải tạo một cái nút, một cái nút. Trước tiên mình phải xử lý cái việc là nó chỉ hiện 10 bài thôi, nó không có hiện hết như cái thằng này nè, nó sẽ hiện hết đúng không. Thì lúc này nè mình sẽ là hiện 10 bài đúng chưa. Thì như thế này nè. Để mình nghĩ cách nào làm mà nó nhanh mà nó dễ hiểu nha. Anh em để xí, mình đi ra ngoài. Ok, nãy à cái đoạn này đúng không, mình muốn ẩn 10 thôi, mình không hiện 100 đúng không. Thì mình sẽ cần một cái, tại vì á như phân tích á, thì nó sẽ có một cái nút đúng chưa, nó sẽ có một cái nút ẩn hiện đây. Giả sử xéo xuống dưới này này, nó à thằng này nó không có nút ẩn à. Đúng ra là mình sẽ có một cái nút ẩn ở đây nữa, tức là bấm một phát nó sẽ ẩn lại còn 10 thôi. Đấy, thằng này nó thì tí mình làm luôn nha. Thì cái nút đó nó sẽ dựa trên cái state đúng không? Khi mình bấm thì nó sẽ thay đổi một cái state để ràng buộc. Rồi, thì để làm được điều đó thì mình cần một cái state. Mình sẽ là view này. Snippet này, trong này mình sẽ là ok, trong này mình sẽ là đặt là gì nhỉ? Is so full. Ok, chỗ này mình sẽ để là false, tại vì lúc đầu vô mình không có show full đúng không? Mình chỉ show có 10 bài thôi. Đó, lưu lại một phát này. Tiếp theo á, mình sẽ cần một cái state. Một cái state nữa, view state. Cái này á, mình sẽ là để lưu cái gọi là cái data để mình render nha. Thì cái này mình sẽ đặt là xong này.
mình đặt như này có hợp lý không? Thằng này xong. Ok, mình sẽ đặt xong đi. Rồi, bên này mình sẽ đặt là null này. Đấy, ở dưới này mình sẽ cần một cái UFX để xử lý nha anh em. Chỗ này này, mình sẽ viết ở dưới cái thằng ông này. Mình sẽ viết ở dưới thằng ông này. Thì mình sẽ viết một cái UFX ở dưới này. Rồi. Đó, cái dependency của ông này á, ông sẽ là ông sẽ là đầu tiên là ông sẽ dựa trên cái is show full này. Thằng này thay đổi thì ông sẽ là cập nhật lại này. Đó, thì khi mới vô nha, thì ông này kéo được data đúng không? Ông này lấy được data về thì ông này chạy vào đây. Lần này đi nó sẽ chạy vào đây. Đó, nó chạy vào đây thì nó chạy vào đây á, có một cái chart data này thì mình sẽ xác cái state. Mình vô đây thì nhiệm vụ của mình là mình chỉ viết một cái hàm if else trong đây thôi. Nếu mà cái thằng is sau full này nó là true, nó là true thì mình sẽ là xét là 10, xét là 100. Nếu là false thì xét là 10 đúng không? Thì cái này nếu mà nó là false thì nó xét là 10 thôi. Đó, chỗ này là 100 này, mình sẽ xét cái xong này. Đó, bằng cái thằng này này, mình sẽ lấy thằng này lên như này, được chưa? Cái item này, cần chọn C này. Đó, mình sẽ lấy thằng này vào đây. Đó, trong này mình sẽ là chấm này, filter nha. Đó, mình sẽ lọc ra 10 ông. Thì đầu tiên mình sẽ cần cái gọi là item này và index. Đó, trong này mình sẽ là lọc ra những cái ông nào mà có index nhỏ hơn 11 hoặc là nhỏ hơn hoặc bằng 10. Nhỏ hơn 10 thôi, tại vì tính được không mà. Đó, tức là lúc này mình sẽ lấy là 10 thằng đầu tiên mình xét cho cái thằng xong này. Còn else nếu không phải thì mình cũng là xét xong. Xét xong. Nó là full là true thì thằng này nếu là false thì chỗ này. Không, anh em có thể ngược lại nha. Nếu miễn là cái logic nó ok là được, thì chỗ này mình sẽ xét bằng cái item thôi. Về được chưa? Rồi. Tiếp theo là chỗ này nè, mình sẽ check theo cái thằng này nữa nha. Là trên C này. Thằng này thay đổi thì mình cũng sẽ là chạy vào đây nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ check thêm là thằng này nó có ok không nữa. Thì bây giờ mình sẽ là set full cái xong này nè. Mình sẽ về xuống đây mình thay cái thằng này thôi. Mình chuyển về, mình sẽ thay bằng cái xong thôi. Đấy, thì như hiện tại nha, mình đang để cái thằng này là phone này thì nó sẽ chạy vào đây, nó sẽ chạy vô cái key đầu này và nó sẽ lọc ra 10 thằng đầu tiên. Nó luôn xét cho cái thằng sau này sẽ có 10 cái và nó sẽ map ra 10 cái. Đó là cái logic này. Logic gì đấy. Rồi. Đúng ra cái này anh em thấy nó sẽ có 10 cái nhưng mà thằng này nó bị cái player của mình che rồi, thì chỗ này mình phải cần một cái set diff. Một cái set diff đúng ra mình sẽ viết cái này ở ngoài kia chứ không phải trang nào mình cũng phải viết cái thằng này thì nó hợp lý hơn. Đó, thì đầu tiên nhá, mình sẽ là quay lại này. Đó, mình sẽ quay lại cái thằng public này. Chỗ nào mà có thằng player đó, chỗ này đúng chưa? Thì bây giờ chỗ này mình sẽ viết thêm một cái thẻ div. Ok chưa? Cái thẻ div này nó không có nội dung, chủ yếu là nó đẩy cái nội dung của mình lên một đoạn, đó là bằng cái thằng kia, tức là h là 90 đúng không? Nó sẽ h là bằng 90 pixel để nó log ở dưới thôi. Thằng này sẽ là wishful. Đó, thì anh em lưu lại lúc này á là cái thằng bài số 10 nó sẽ bị đẩy lên này. Khoan nào, để chỗ này là bị fail rồi. Mình sẽ phải để ở đâu đó chỗ thằng này này. Đấy, được rồi. Rồi, đó, nó đẩy lên được số 10 đúng không? Nhưng mà thằng này 90 thì nó hơi tù quá. Chỗ này mình sẽ để luôn là 120 để đồn lên cho cao lên. Để nó trống một cái đoạn là khoảng 30 á. Đấy, nó trống một cái đoạn khoảng là 30 này. Đó, lúc này mình sẽ lấy được 10 bài. Được chưa? Rồi, bây giờ tắt cái public đi. Qua cái dinh chặt này, mình sẽ cần một cái nút. Chỗ này mình sẽ cần một cái button.
Ok, trong button này mình sẽ để là một mình sẽ là ràng buộc nó theo cái gọi là is so full này. Nếu mà thằng này là true á thì mình sẽ hiển thị cái gì, đúng chưa? Còn nếu là false á thì mình sẽ hiển thị cái gì? Đó, nếu mà nó là true á, thì tức là lúc này á mình muốn gọi là tắt nó đi, thì chỗ này mình sẽ để là ẩn. Chỗ này mình sẽ vỡ mấy cậy lên này, chỗ này mình sẽ để là ẩn này, ẩn ẩn bớt hả, ẩn bớt này. Rồi chỗ này mình sẽ show xem tất cả này, xem tất cả. Rồi cái button này nó sẽ có type, nó sẽ có type là button thôi. Rồi tiếp theo là ông này ông sẽ có class name chứ, đúng không? Phải có class name. Đầu tiên là sẽ là padding x là 4 này, padding y là 2 này. Là 2 này. Tiếp theo là sẽ là bo tròn ở hai đầu, đúng không? Nó sẽ có một cái border này. Tắt việc vị kỳ đi, đúng không? Nó sẽ có một cái border này. Và border nó sẽ có một cái màu. Border nó sẽ có một cái màu, mình sẽ để đại một cái màu nào đó nha. Mình sẽ để là gray 600. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cần bo tròn hai đầu, nó sẽ là round này, left full này, được chưa? Và round right này, full này. Rồi cái chữ bên trong nó sẽ là class name này. Đấy, cái chữ bên trong mình sẽ để là tag này, là để mình xem ở ngoài này chữ nó là màu gì. Mình sẽ reload lại trang này để lấy lại cái state đầu tiên á, là 10 bài á, nó hiện cái nút đây, main 100 luôn, border cũng là màu đó luôn. Thì chỗ này mình sẽ để là cái màu main của mình là cái màu nào nha. Mình sẽ là qua bên cái tailwind mình lấy cái màu main ra nha. Đây, cái màu main này. Ctrl C nha, tắt đi. Đó, cái border này mình tại vì mình chưa có setup á nên chỗ này mình phải custom. Mà custom thì mình sẽ phải lấy được cái chuỗi màu đó trên V này. Rồi được chưa? Tiếp theo là tag thằng này sẽ là main này, 500 này. Rồi chữ nó phải là chữ nhỏ đúng không? Chữ SM này, lưu lại. Xong lúc này anh em xuống dưới sẽ thấy một cái nút, mà mình đã cài đặt sẵn. Đây anh em ơi, lộn. Đây anh em sẽ thấy cái nút này được của mình, đúng chưa? Rồi cái nút này của mình nó sẽ có cách ra một đoạn, đúng không? Thì chỗ này nè mình sẽ để padding là 6 luôn. Ok, trong này mình sẽ để là margin y là 4 để cho nó cách trên dưới này, và thằng này mình sẽ để là margin auto này, coi thử là nó có vô giữa hay không. Nếu không thì mình sẽ dùng flex, tại vì mình hay dùng flex, nó mạnh đó. Ok, để như này nó không có flex flick gì cả thì cái m auto này nó không xài được. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái để xem nào. Thì mình sẽ dùng một cái thẻ zip để bọc nó ngoài đó. Nếu mà nó không cho thì mình sẽ dùng cái thằng diff mình bọc nó ngoài thôi, và mình sẽ select cho thằng diff này là flex này, which nó phải full này, được chưa? Nó phải là IC này và JC và IC này đó. Như vậy thôi là nó sẽ vô giữa thôi, không chạy trừ đường nào đâu. Rồi nó vô giữa rồi. Bây giờ còn cái hiệu ứng hover, khi hover vô á thì nó không có cái hiệu ứng gì cả. Chờ hiệu ứng gì luôn, mình không nhìn thấy hiệu ứng gì cả. Hình như cái màu background của nó hơi đổi một xí đúng rồi nè. Nó hơi sáng lên một tí này, để ra nó hơi tối này, để vô nó hơi sáng một tí thôi. Nhưng mà cả quan trọng đâu. Không thì mình sẽ là viết cái để xem nào. Mình sẽ viết cái gọi là hover. Khi mà hover vào thì mình sẽ để tag nó là while luôn. Đó. Và khi mà hover nhé. Khi mà hover mình sẽ để là background main luôn. 500 luôn. Cho nó màu màu mè và ba lá huệ luôn. Rồi, bây giờ khi hover vô. Ok, hover vô nó như này luôn, đúng chưa? Rồi. Khi mà bấm một phát á, thì nó phải sổ ra 100 bài, đúng không? Và thằng này nó sẽ sửa lại thành nút là ẩn bớt này. Rồi khi cái thằng này on click, mình phải handle cái thằng on click của thằng này.
Đó, khi mà click với cái button này mình sẽ làm gì? Đầu tiên là mình phải chỉ cho nó một cái con batch. Được chưa? Đó, sau đó mình sẽ là set. Chỉ cần set cái install full này là để xem nào, set nó là nghịch đảo thôi, tức là mình sẽ dùng nghịch đảo lại của cái state trước đó. Mình sẽ dùng cái pre như này. Đó. Thì khi mà thằng này nó đang phone không, mình kích một cái nó sẽ chuyển thành true. Chuyển thành true thì trên đây á, thằng UFS này sẽ đọc được sự thay đổi đó và nó check cái thằng true này. Đó thì nó sẽ chạy vô cái key L này, cái L này thì cái nó sẽ xét lại cái xét xong này là đúng 100 bài. Đó, ok, lưu lại. Rồi, bây giờ mình bấm này. Bụp. Đấy là thấy chưa? Nó có 100 bài liền. Đó, và khi mà xuống đây nó sẽ chịu gần bớt này, bấm một cái bụp nó sẽ còn là 13. Được chưa? Và cái animation á, mình anh em có thể cân nhắc thêm cái animation nhỏ đẹp nha, còn không thì thôi. Bây giờ mình sẽ là code tiếp tại vì để tốn thời gian. Mình sẽ code ba cái ông này. Thì anh em để ý ba thằng này nó là như nhau, nó chả khác nhau gì cả và nó còn xài cái thằng này nữa này. Đó có xem tất cả và nó có xài thằng này nữa. Đó, nó xài luôn thằng này này. Và cái thằng này nó y chang này, chỉ không có cái chart thôi. Đó, nó gọi là cái thằng dinh chạc phiên bản mini à. Thì cái đoạn này này, cái đoạn bài hát và có xem này là cái thằng này này. Đó, mình sẽ bê thằng này ra luôn nha. Thì mình để làm sao mình custom nó. Đầu tiên là cái gọi là song item này. Đây, nó là cái chuỗi từ cái song này đi xuống cái button này là cái chuỗi này đúng chưa? Thì cái chuỗi này mình sẽ bê ra một cái item riêng biệt. Được chưa? Thì mình sẽ làm như thế nào? Anh em để ý xíu nha. Ok nè, thì vì nó trùng nó xài lại cái đoạn này vài lần á nên bây giờ mình sẽ bê cái đoạn này ra ngoài nha anh em. Mình sẽ bê cái đoạn này ra một cái component riêng, mình sẽ đặt tên cho nó là đầu đầu á nha. Đặt tên mình cũng không biết đặt tên gì luôn. Mình sẽ đặt tên cho nó là nó tại vì nó có số, tại vì nó có số á, mình sẽ đặt tên là răng hả, răng list hay gì đó đi, kệ bà nó. Chỉ là cái tên thôi mà. Ok, trên cái component này tạo cho mình một cái component mới là đặt tên là răng list list đi. Rồi chấm js. Rồi trong này mình sẽ là RAM. Đấy, lưu lại import nó vào trong cái file dash c còn v này, còn d này mình sẽ là răng này, list này. Ok, lưu lại. Rồi cái thằng này mình sẽ bê cái ông cái đoạn này vào nha nè, mình sẽ bê cái nguyên cái đoạn này vào. Mình sẽ bê nguyên cái đoạn này này. Margin top là 12. Margin top, best in each margin top. Cái thằng này mình sẽ để vào trong này cũng được đó nhờ. Thằng này mình sẽ bê vào trong. Để vào trong chung với thằng này luôn. Và lưu lại này thì nó cũng sẽ không khác biệt máy đúng chưa? Lúc này nó sẽ không khác biệt máy đâu. Đó, khi em ra ngoài lại check thì nó cũng sẽ không khác biệt máy đúng chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bê cái cục này đi vào bên kia. Ctrl X. Mình sẽ bê qua bên này. Đó, trong này nó có một thằng div rồi, mình sẽ bê qua bên này. Thằng này mình sẽ cho nó một cái class name thôi. Là wishful thôi. Rồi. Còn lại thì như cũ ha. Và thằng này nó có ràng buộc bởi is full này, với lại show full này thì mình sẽ là qua đây. Mình sẽ xem thử là thằng này mình có dùng ở đâu không. Mình cần trên app để mình xem thử nó dùng ở đâu. Nó dùng ở hai chỗ. Đầu tiên là nó dùng ở trên này. Thứ hai là nó dùng ở dưới này. Ok, thì chỗ này mình sẽ truyền prop xuống nha. Mình sẽ truyền cái prop xuống à. Để xem nè. Mình sẽ truyền data xuống chứ không truyền prop nữa. Cái thằng này mình sẽ bê qua kia luôn. Được chưa? Ok, Ctrl X nè. Mình sẽ bê cái cục này qua này luôn. Đó, thằng này mình sẽ là viết ở dưới này.
trên V đó. Thì chỗ này mình sẽ cần import vào hai cái hook, đó là view state và view effect. Rồi cái state đầu tiên mình muốn đó là cái ông này như này đó, mình sẽ copy ông này đi qua đây, thả qua đây được chưa. Và thằng này á, mình sẽ truyền xuống một cái gọi là data thôi, mình sẽ sửa lại thành data thôi đó. Và cái data này mình sẽ nhận ở từ cái trên này rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ lưu lại này, thằng này nó sẽ không lỗi nha, thằng này sẽ không lỗi. À nó có lỗi à, à tại vì nó dùng cái thằng list này, thì chỗ này mình sẽ import list vào đây, import list ấy lon list from chọt vào cái gọi là component, nó đúng là cái component của nó luôn, thì chỗ này mình sẽ để như vậy thôi. Rồi mình sẽ lưu lại, thằng này nó sẽ không có lỗi này, nó một rừng lỗi luôn nha, chứ không phải là không có lỗi nha. Nó có một cái gọi là section ở đâu nha, à đây, nó có một cái gọi là section nữa, thì mình cần một cái state là section ở đây nữa nha. Rồi mình sẽ cần một cái state ngồi đây nữa, vào đây. Ok con B luôn. Xong. Bây giờ thằng bên này á, mình sẽ là import, thay vì mình sẽ import thằng list á, mình sẽ là import cái ông gọi là rank list. Đó. Chỗ này mình sẽ thả về nó vào đây. Được chưa? Mình sẽ thả nó vào đây. Rank list. Rồi, mình sẽ truyền cho nó một cái gọi là data. Rồi, bằng cái gọi là char. Data. Hợp lý không? Lưu lại. Ok, cái quả B ra ngoài nó không 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 ảnh hưởng gì đúng không? Bấm thì nó vẫn là ok đúng chưa? Rồi. Đó, nó vẫn là ok này, ăn bớt này, nó vẫn ok nha. Rồi, nhiệm vụ của mình là cái thằng này nè. Mình chọt như này thì hơi phí, mình sẽ truyền xuống cho nó gọi là một cái mảng luôn nha. Mình sẽ truyền xuống cho nó một cái mảng luôn chứ không có truyền nó kiểu này. Thì cái data này thằng này mình sẽ B ra ngoài này. D này, xóa thằng này đi, chỗ này này mình sẽ bê thằng này ra ngoài nha, nó cần chân D này, cần chân X này, rồi xóa đi. Đó, cái thằng này là một cái mảng 100 phần tử luôn nha, nè. Không có phải là chặt gì đâu, mình sẽ lưu lại này, nó sẽ báo lỗi thôi. Và dưới này này, cái chặt này mình sẽ bắt vào đây, xóa bớt đi. Đó, mình sẽ truyền xuống cho nó gọi là cái item như thế này. Lưu lại. Rồi, nó có lại data rồi. Hên quá. Ok. Bây giờ mình sẽ làm hai cái thằng dưới bằng cách mà sử dụng cái thằng run list này, mình sẽ truyền xuống cho nó một cái mảng thôi, và tất cả mọi thứ còn lại thì để nó lo đúng chưa? Đấy. Thì cái mảng đó thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ xem thử là cái data của mình á, cái chart data này của mình nó có cái gì đi này, mình sẽ là lock cái lại nè, lưu lại. Rồi nó lock ra, nó nhảy tới 4 lần đó nhờ, từ nha, mình xem tại sao nó nhảy tới 4 lần này. Chart data thay đổi. Nhảy tới 4 lần nè. Từ nha, cái răng list này á, mình sẽ là bọc cho nó trong cái memo này. Ok. Trong này mình sẽ là memo này. Ồ, nó cũng như nhảy thôi. Lưu lại này. Ok, mình sẽ bị lót là trang này, có thử nó thả ra bao nhiêu cái nha. Sao thả ra là 4 cái nha. Đây. Cái lần đầu là null này, lần thứ hai là đấy này, nó thả cho mình một cái nữa. Nó render hai lần. Ok, tại sao nó lại render hai lần nhỉ? Ok, nhưng mà trước đó thì mình cứ làm tiếp nha anh em. Ok. Không quan tâm đâu. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cái này đi cho nó nhanh. Đây, mình sẽ có một cái là widget chart này. Thằng này nó có ba con hàng này.
Đầu tiên nó sẽ có item này. Đó, thì nhiệm vụ của mình là thả cái này thôi. Thì thằng này là một combo đinh này, thì mình sẽ là viết là bảng xếp hạng tuần đúng không? Nhìn chặt chỗ này mình sẽ điền là bảng xếp hạng tuần. Thằng này mình sẽ viết thêm vào đây thôi. Rang list này. Để xem nào. À, tới đây là hết rồi. Ở dưới này nó có hình nữa này nè. Ở đây nó lại để một cái hình này. Nó lại để một cái hình này, làm y chang như thằng kia á. Làm y chang như cái thằng trên đây này. Đó, nó làm y chang như cái thằng trên đây này. Thì để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ là kéo thằng này xuống luôn. Absolute stop 1/3 này. 60 bỏ chạc lên. Ok, mình sẽ kéo thằng này xuống này. Trên C. Chỗ này mình sẽ cần một cái thẻ div. Đó, bắt vào đây. Ui. Copy lại. Anh trên C. Chỗ này cần một cái thẻ div. Bắt vào đây. Thằng div này nó sẽ có class name nha. Là relative. Rồi, ông này ông báo lỗi làm gì đây? Lỗi làm gì ha? À, kéo thiếu à? C V. Đó, giờ này hết lỗi này. Class name relative. Rồi, để này coi thử nó như thế nào nha. Lưu lại. Như thế này. Thì thằng này ở dưới này nó sẽ có thêm một cái hình nữa. Đó, sẽ có thêm một cái tấm hình nữa nha. Và thằng này á, anh em thấy là nó sẽ không có cái lớp là cái lớp gradient đâu. Thì mình sẽ bỏ cái lớp gradient đi. Tức là cái lớp này. Xóa đi. Lưu lại. Rồi, ông sẽ không có cái lớp gradient được chưa? Và như này cũng được rồi. Tiếp theo là cái thằng này nó làm sao nó nhảy xuống ở dưới thế kia. Thằng này top bottom 1/2. À, thằng này best x 60. Ủa, thằng này sao lại bottom 1/2 đây? À, nó sẽ có item center này. Bỏ thằng này đi. Bỏ thằng flag này luôn. Chỗ này chỉ cần để gọi là margin top để khoảng 8 thử coi. Lưu lại. Rồi, nó nhảy lên đây được chưa? Thay vì mình sẽ để trên chart thì nó sẽ có cái chữ là gì? Bảng xếp hạng tuần. Xóa đi. Rồi, phía bên cây này. Bảng đúng không? Xếp này, hàng này, tuần, được chưa? Rồi, lưu lại. Đó, nó có bảng xếp hạng tuần. Bây giờ thằng này nhiệm vụ là gì? Thả xuống ba cái cục này thôi. Thì hack này mình full cứng là 500 này. Thì cái hack này mình sẽ là bỏ đi này. Đó, như thế này. Thì cái hình của mình nó đó, nó sẽ theo cái hình đúng chưa? Ok, bây giờ thằng này nó cái nó sẽ có flag này. À, thằng này phải để flag đúng không? Flag column này. Và thằng này sẽ cho gap là 8 đi. Đấy, xuống dưới này nó sẽ có một cái thằng div. Chỗ này mình sẽ để là xong này. Xong rồi. Lưu lại này. Rồi, đây, cái xong này đúng không? Thì chỗ này mình sẽ thả xuống ba cục. Thả xuống ba cục. Việt Nam, USK với lại Cup Up đúng không? Rồi
đại khái thằng này nó padding vô bao nhiêu đây? Trên là 20, trái phải là 10. Ok. Rồi, thì bây giờ cái thằng chart của mình á, cái thằng con hàng của mình này, thằng này này, courier này. Cái này là object nha nè, nó object này á mình sẽ không có courier này. Nếu thằng này là cái mảng á thì mình có thể chơi được. À không được nha. Để xem nè, thằng này là courier này. Để mình xem, mình tìm cách là biến thằng này thành cái mảng để mình có thể map qua nha nè. Để mình xem, mình có tình trạng. Ok nè, mình sẽ là bây giờ mình sẽ biến cái width chart này thành mảng nha, để mình có thể map qua nha. Thì con hàng này nó đang ở hàng là object, thì mình sẽ làm mảng như thế nào? Thì đầu tiên á, ở đây mình có thằng chart data chấm width đúng không? Chấm width chart đúng không? Mình sẽ thử lock ra cho anh em xem này. Mình sẽ lock cái gọi là chart. Chart này. Chart data chấm gọi là width. Width chart được chưa? Thằng này nó anh em để ý nha, nó đang là object, nó có ba key là Việt Nam này, US và Korea nha. Từ từ. Countries, để xem nó có title không nha. Mình nếu mà có title thì mình sẽ tận dụng, còn không thì thôi, nó sẽ là courier thôi. Thằng này để xem OS, nó sẽ là OSK chứ nhỉ. Ấy giời ạ. Ok, nó không có gì đúng không, thì mình sẽ lấy key này mình làm luôn. Thằng này nó ghi ra chữ. Ok, mình sẽ lock như thế này, chấm này, entries, object, chấm, thằng này mình sẽ bê ra ngoài chứ, như này là không ổn rồi. Chỗ này mình sẽ dùng cái gọi là cái constructor có sẵn đúng không? Mình sẽ bỏ cái object vào đây. Rồi, chỗ này mình sẽ là object chấm entry này. Đó, bỏ cái object vào đây. With chart. Rồi, bây giờ mình sẽ lock ra coi thử nó ra cái con mẹ gì nha. Đấy, mình lock ra anh em thấy không? Nó sẽ lock ra ba cái một cái mảng này. Trong mảng nó sẽ có hai mảng riêng này. Bây giờ cái key của object nó chuyển thành phần tử thứ nhất của cái mảng rồi. Được chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng thằng này để mình map nha. Ok, khi mà có thằng này đó thì mình sẽ dùng nó để mình map. C này xuống dưới đây, thằng này đúng không, mình sẽ viết trong cái JavaScript này, mình sẽ dùng thằng này để mình chấm này, map này. Đó, khi thế này mình sẽ có map được rồi, đúng không, mình sẽ có item này, chỗ này mình sẽ có là item này và index. Mình viết index để mình lấy index làm key nha, tại vì cái này nó không quan trọng lắm, mình sẽ dùng index làm key luôn. Rồi, trong này mình sẽ return một cái thẻ div. Thẻ div. Rồi, ông nội này sẽ có là chữ xong thôi. Rồi, tiếp theo là cái class name của ông này và key của ông này đúng chưa? Ông này sẽ có key là index thôi. Rồi, class name của ông này á, thằng div này nó sẽ là class name này. Nó sẽ là flag này. Rồi, mấy ông này ông sẽ có cái gap đi, cho ông có cái gap là 4 nha. Rồi, mấy ông này ông sẽ là mấy thằng con nó sẽ có flag là 1 nha, nó là 1. Rồi, để nó cân đều á. Rồi, tiếp theo á, nó sẽ có background là gray, đâu đó khoảng 200. Nó sẽ là round MD này. Đó, nó sẽ là có padding x là 10 này, 10 pixel, padding y là 20 pixel, tức là 5. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu lại coi thử nó ra cái gì nha. Nó sẽ đúng, sẽ là ba cái chữ son nằm trong cái hình ô chữ nhật màu trắng. Đấy, nó như thế này. Và anh em để ý là như thế này đúng không?
Tiếp theo là mình sẽ có cái title này. Con hàng này nó chọt vô 40 và xuống dưới là 10 này. Đó, thì bây giờ mình sẽ thay thế mấy thằng này thôi. Chủ yếu là trong này nó sẽ có một cái gọi là H này. H3 đi. Một cái thẻ H3. Rồi, trong thẻ H3 này mình sẽ có gì? Mình sẽ có tên này. Thì đầu này riêng á, cái này mình sẽ bỏ cái item 1 vô đây đúng không? Mình sẽ viết như này. Nếu mà item 1, item phần tử đầu tiên mà bằng bằng bằng, gọi là VN, thì mình sẽ là làm gì? Mình sẽ là trả về cho nó là cái chữ là Việt Nam như này, tại vì cái key của nó không có đúng chuẩn nên mình phải sửa. Đó, tiếp theo là nếu mà item 1 của nó mà bằng 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 US US thì mình lại tiếp tục mình sẽ để là US gạch ngang UK. Rồi trong trường hợp còn lại thì mình sẽ là Korea đúng không? Nó bằng Korea. Nếu mà item 0 như này mà bằng 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 nó sẽ là gì? Korea này thì mình sẽ là để là Hàn Quốc này hay là để K-pop hay gì đấy. Để mình xem nào. Nó sẽ để là K-pop. Nó sẽ để là khẩy gạch bóp. Rồi, còn nếu trong trường hợp còn lại thì mình sẽ là để rộng. Vậy thôi. Đó, bây giờ mình sẽ lưu này, anh em sẽ thấy sự khác bọt của nó. Nó bị đơ máy luôn rồi. Hy vọng là nó sẽ không đơ lâu. Ok, anh em đợi xí nha. Rồi, nó combine rồi. One in cái mạng nó đi. Qua đây xem. Đấy, anh em sẽ thấy này, được chưa? Ba thằng con hàng này nó có rồi. Thì nhiệm vụ của mình là CNS cho cái thằng này thôi. Thì muốn CNS thì qua đây mình coi thằng này nó bao nhiêu. Phong là 24 này. Test đúng không? Rồi ok. Thằng này nó sẽ có phong là 24 này. Thì chỗ này mình sẽ class name thôi. 24 chia 4 là 6 đúng không? Thì thằng này sẽ là class name. Không thèm gửi luôn. Là test là tắt wiki đây này. Thằng này mình sẽ để là 24 pixel. Rồi, tag main sẽ là 500. Phòng bầu. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu lại nha. Bây giờ mình sẽ dừng cái thằng này một chút.